bác sĩ ơi, tại sao răng con em cũng có chảy răng mà tại sao xiết hết hàm răng vậy bác sĩ? Bác sĩ ơi, răng chắc là men răng yếu rồi chứ em cũng có chảy răng cho bé mà răng nó cứ cụt ngủn hết. Để ra là đã mấy tháng sau là đã bị cụt ngủn rồi. Để trả lời cho những câu hỏi đó thì ngày hôm nay bác sĩ Ngọc Anh sẽ làm một video nói về chủ đề là hầu hết các ba mẹ có con từ 2 đến 6 tuổi không biết điều này cho nên răng con đã bị xiết. Răng xiết tức là sao? Răng xiết tức là giống như cái hình này này là các bạn sẽ thấy là cái răng nó gần như là cụt hết và bị đen đúng không ạ? Thì ngày xưa chúng ta hay gọi từ răng xiết. Thì tại vì sao có cái tình trạng răng xiết đó thì ba mẹ bảo là thường nhà cũng có chảy răng mà tại sao nó cứ sâu dần dần rồi xong rồi nó cụt luôn cái thân. Vậy thì ba điều ngày hôm nay sẽ bật mí để cho có giải pháp để chúng ta không bị xiết răng, bởi vì ba mẹ không biết ba điều này cho nên con mới răng bị xiết đấy. Điều đầu tiên khiến cho con của bố mẹ có thể bị răng xiết có thể là do thói quen bú bình. Từ khi mà 6 tháng tuổi là bé bắt đầu mọc những cái răng đầu tiên đúng không? Và bé có một cái thói quen là tối nào cũng ôm một cái bình sữa đi ngủ. Bé sẽ ôm bình sữa bé bú cho cả đêm. Sau đó thì ba mẹ cũng từ từ cầm cái bình sữa ra, nhưng ba mẹ bảo là thật ra cũng ngậm có mấy tiếng thôi, nhưng mà ba mẹ ơi, ba mẹ cho bé ngậm từ ngày này sang ngày khác, từ ngày này sang ngày khác, dù ba mẹ có chải răng buổi tối rồi nhưng sau đó lại cho bé ngậm bình sữa thì thực sự thì nó sẽ phản đi tác dụng của cái việc chảy răng đó, và cái sữa nó sẽ ngậm nằm ở trong cái răng của bé nguyên một đêm đến ngày hôm sau lận. Và cái thói quen mà ngậm bình sữa này thì rất là nguy hiểm, bởi vì nó sẽ gây ra tình trạng sâu răng lan tràn, như trường hợp răng này là răng bị sâu hết tất cả các răng mà mòn cũn hết những cái răng mà gọi là răng xiết đó. Vì thế cho nên bố mẹ ơi, hãy bỏ ngay cái thói quen cho bé ngậm bình sữa trước khi đi ngủ nhé. Cái điều thứ hai mà bố mẹ có thể làm cho con răng con mình bị xiết đó là do bố mẹ không biết đến một cái phương pháp này, đó là phương pháp phòng ngừa sâu răng. Đã bao giờ bố mẹ nghe phương pháp này chưa ạ? Sẽ có một cái gel, một cái vẹt ni gọi là gel floor. Floor thì nó sẽ tác dụng làm cho cái men răng nó cứng chắc hơn để có thể chống chọi lại được với sâu răng. Thì bố mẹ hàng năm thì có thể cho con đến từ 1 đến 2 lần. Đối với những bé có nguy cơ sâu răng cao thì mình sẽ bôi gel floor đến miệng cho bé. Và nhớ là đến nha khoa làm nha, đừng tự làm ở nhà nha cả mẹ. Và bố mẹ ơi yên tâm, bác sĩ Ngọc Anh sẽ làm một video riêng dành cho điều trị phòng ngừa bằng vẹt ni floor dành cho trẻ. Hãy đón xem kênh video của bác sĩ Ngọc Anh, đăng ký ngay kênh của bác sĩ Ngọc Anh để đón chờ video đó nhé. Và điều thứ ba là một cái điều cực kỳ quan trọng, và điều này thì cần đến sự hợp tác của bố mẹ rất rất là nhiều, bởi vì đây là cái mấu chốt để làm sao mà cái răng con mình nó có thể bị xiết nhiều như vậy, đó là do vệ sinh răng miệng đó bố mẹ. Thì bố mẹ chịu khó một ngày chải răng cho con 2 đến 3 lần nha, buổi tối trước khi đi ngủ nè và sau khi ăn, sau khi ăn khoảng 20 phút là được. Thì bố mẹ ơi, lúc mà buổi tối trước khi đi ngủ á, có thể là bố mẹ để cho bé tự chải răng được, nhưng mà thường các bé tự chải thì nó sẽ qua loa mà không có sạch đâu. Thì bố mẹ hãy hỗ trợ cho con, mình chải giúp con, hoặc là để con chải xong rồi mình phụ chải lại, kiểm tra coi có những cái bợn bợn không. Ví dụ như video này, các bạn thấy là bé này cũng có chải răng hàng ngày, nhưng mà khi mà bác sĩ kiểm tra thì có rất rất nhiều bợn ở trên răng, và những cái bợn này từ từ nó sẽ hình thành lên lỗ sâu răng đó. Cho nên vệ sinh răng miệng rất là quan trọng, có chải răng chưa đủ, phải chải sạch mới đủ nha ba mẹ. Như vậy ba điều ngày hôm nay đó là thói quen bú bình đêm có thể gây bị xiết răng, có phương pháp để phòng ngừa sâu răng, và thứ ba là chải răng vừa phải có chải mà vừa phải chải đúng và chải đủ, chải sạch nữa nha ba mẹ. Vì thế cho nên ba mẹ hãy lưu ý ba điều này để cho răng của con mình không bị xiết, bởi vì bị xiết thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái mầm răng vĩnh viễn này, nó có thể ảnh hưởng đến quá trình thay răng của bé, và nó có thể ảnh hưởng đến độ thẩm mỹ làm cho bé ngại và xấu hổ đấy. Khi các vị phụ huynh có bất kỳ câu hỏi gì về chăm sóc sức khỏe răng miệng cho bé thì hãy inbox ngay cho bác sĩ Ngọc Anh hoặc là comment ngay ở trên video này nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại, chúc cả nhà có những nụ cười bình an, và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo, nhất là video về cách phòng ngừa sâu răng cho trẻ bằng gel floor nhé.